nhà quản lý phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam đã cung ứng cho thị trường gần 20.000 sản phẩm và tiếp tục đưa ra hàng chục ngàn sản phẩm mỗi năm trên cả nước qua 4 dòng sản phẩm chính. Tiana Gold phủ rộng trên các thành phố lớn, định vị hệ tiêu chuẩn vàng. Khu đô thị vệ tinh Tiana Star, nơi mơ ước với cuộc sống phồn vinh. Tiana Royal, không gian sống thượng lưu đẳng cấp bậc nhất. Tiana Viva Panorama, chuỗi hệ thống căn hộ dịch vụ nghỉ dưỡng tầm nhìn triệu đô.